Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là những màu sắc phiên bản mới của dòng xe Jupiter Fin 115 Fi của năm 2024 các bạn nha. Ngày hôm nay đã chính thức ra mắt những màu sắc mới của năm 2024 rồi. Và để xem mẫu xe này có điều gì đặc biệt, các bạn hãy cùng theo dõi trên màn hình với top 5 các bạn nha. Với thiết kế cụm đèn trước luôn sáng, tương tự như phiên bản cũ, sử dụng hệ thống đèn halogen cho phần đèn pha đèn cốt của xe và loại bỏ nút tắt bật đèn của xe rồi các bạn nha. Hệ thống đèn xi nhan ở phần phía dưới ốp mặt nạ phía trước. Trong năm 2024 này thì Yamaha Moto Việt Nam trang bị cho dòng xe Jupiter Fin hoàn toàn mới với 4 màu sắc cho phiên bản cao cấp và 3 màu sắc cho phiên bản tiêu chuẩn. Cụ thể thì những phiên bản tiêu chuẩn vẫn trang bị những màu sắc như là đen bóng này, xanh dương đậm và màu đỏ. Những màu sắc đó thì vẫn cơ bản tương tự nhưng được bố trí thêm một số những cái mảng nhựa màu bạc mà thôi. Còn với những phiên bản cao cấp mới năm 2024, nó sẽ được trang bị những màu sắc hoàn toàn mới các bạn nha. Bao gồm có phiên bản màu xám xanh, cực kỳ đẹp và cuốn hút. Yên xe thiết kế vẫn đang là màu nâu, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Tiếp đến là một phiên bản màu trắng, yên xe thiết kế với những cái họa tiết dạng màu nâu đỏ một chút, nhìn khá là ok. Màu trắng lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe Jupiter này. Trước đây ở phiên bản cũ là một phiên bản màu bạc các bạn nha. Họa tiết tem xe cũng được bố trí nhiều hơn. Và tiếp theo nữa là một phiên bản cũng là màu xám nhưng dạng xám lâm chuột, nhìn cũng khá là cuốn hút. Với những cái đường chỉ tem xe giống như mẫu xe Janus này và những mẫu xe Natte vừa được Yamaha Moto Việt Nam cho ra mắt. Cái đường chỉ màu đen kết hợp với màu vàng đồng ở những cái vị trí tem xe trên mẫu xe Jupiter Fin này. Và cuối cùng là một phiên bản màu xanh dương đậm cũng rất đẹp, các bạn có thể theo dõi cận cảnh trên màn hình ở đây. Có thể nói trong năm 2024 này thì mẫu xe Yamaha Jupiter Fin chủ yếu thay đổi ở phần màu sắc và sơn xe mà thôi, không thay đổi quá nhiều ở những phần động cơ cũng như trang thiết bị tiện ích các bạn nha. Tôi làm có thể điểm qua một chút về phần động cơ, thông số kỹ thuật để các bạn có thể lưu tâm lựa chọn trong lúc này như sau. Loại động cơ trang bị là 4 thì 2 van SOHC làm mát bằng không khí. Dung tích xi lanh cụ thể là 113,7cc. Với tỷ số nén là 9,3:1, mình khuyên các bạn ấy chỉ cần sử dụng xăng A92 là phù hợp cho mẫu xe này rồi. Công suất tối đa đạt được là 9 mã lực tại vòng tua 7.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 9,2 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Dung tích bình xăng vẫn là 4 lít và mức tích nhiên liệu ấy vẫn là 1,64 lít trên 100 km. Về phần kích thước của xe, với chiều dài là 1940 mm, chiều rộng là 705 mm và chiều cao ở mức là 1095 mm. Độ cao yên xe ở mức là 775 mm và độ cao gầm xe vẫn giữ nguyên là 155 mm các bạn nha. Trọng lượng ướt của xe tròn 100 kg và hiện tại thì xe vẫn được bảo hành là 3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Điểm nổi bật trên mẫu xe này chính là hệ thống phanh kết hợp UBS hoàn toàn mới. Khi sử dụng phanh sau tức là phanh chân hệ thống sẽ phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, nâng cao hiệu quả khi dừng, giảm mà tốc độ. Với hệ thống phanh kết hợp UBS này, người lái có thể dễ dàng điều khiển xe an toàn hơn và có thể kiểm soát phanh tốt hơn trong những trường hợp khẩn cấp. Đây là một mẫu xe đầu tiên xe số phổ thông được trang bị hệ thống phanh kết hợp UBS, các bạn lưu ý cho mình như vậy các bạn nha. Cốp xe cũng khá là rộng rãi, đủ để các bạn có thể để một số vật dụng cá nhân khác nhau trong phần cốp xe của mẫu xe. Nó sẽ không được rộng bằng so với mẫu xe Honda Future các bạn nha, lưu ý cho mình như vậy. Các nội dung trên xe thì mình đã chia sẻ cách cụ thể thông qua video ngày hôm nay như vậy rồi để các bạn có thể theo dõi. Mặt đồng hồ thiết kế vẫn tương tự, mặt đồng hồ hiện đại, đồng hồ 3D với thiết kế theo hướng hiện đại dễ nhìn, giúp nâng cao sự sang trọng cũng như kiêu hãnh khi vận hành. Và sẽ có thêm phần hốc để đồ phía trước, cùng với đó là chìa khóa 4-trong-1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Đó là tổng hợp một số nội dung về những điểm mới trên mẫu xe Yamaha Jupiter Fin phiên bản 115 Fi của năm 2024 mà tôi đang muốn kể tới các bạn cùng tham khảo thông qua video ngày hôm nay. Mức giá bán thì cơ bản có nhỉnh hơn một chút. Hiện tại thì phiên bản tiêu chuẩn đang duy trì mức giá bán là 27.700.000 đồng, còn phiên bản cao cấp duy trì ở mức là 28.400.000 đồng các bạn nha, chênh lên vào khoảng tầm 200.000 đồng so với những phiên bản trước đây. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là một phiên bản cao cấp màu vàng đồng của mẫu xe Jupiter Fin 115 Fi của năm 2023. Cơ bản thì tổng thể thiết kế vẫn tương tự như phiên bản của năm 2024. Màu sắc thì ở phiên bản cũ ấy, nó sẽ có trang bị thêm những phiên bản như là màu xám này, rồi màu bạc này, màu xanh dương và phiên bản màu vàng đồng là 4 màu sắc của năm 2023. Còn 2024 mình đã kể tới người bạn cùng tham khảo ở phần đầu video rồi.
Với mức giá bán của phiên bản năm 2023 hiện hành, mình quay cận cảnh trực tiếp tại Yamaha Mạnh Đạt 3 với địa chỉ cụ thể số 118 đường Trấn Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và đối diện với chợ trung tâm của thành phố, thì giá bán của dòng xe Jupiter Fin vẫn đang duy trì ngang bằng giá bán đề xuất của hãng. Phiên bản tiêu chuẩn gồm 3 màu sắc xanh, đỏ và phiên bản màu xanh màu đen bóng ấy, thì giá bán là 27.500.000. Còn phiên bản cao cấp thì duy trì mức giá bán là 28.200.000 đồng các bạn nha. Chúng ta cùng nhau chờ đợi chờ đón mẫu xe phiên bản mới về đại lý để xem nó có nổi bật, đẹp hơn không. Bởi các bạn nhìn qua hình ảnh ấy thì không thể toát lên được toàn bộ nội dung của mẫu xe được. Phải nhìn trực tiếp bên ngoài, Tô Đăng sẽ quay cận cảnh để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn. Với những phiên bản mới của dòng xe Jupiter Fin 115 FI của năm 2024 để các bạn có thể theo dõi một cách chi tiết và cụ thể nhất các bạn nha. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Mình đã giới thiệu về mẫu xe phiên bản mới Jupiter Fin 115 FI năm 2024 với cái sự lột xác chủ yếu ở phần màu sắc và sơn xe và tem xe mà thôi. Còn lại thì giá bán được đẩy lên vào khoảng tầm 200.000 đồng cho một phiên bản. Còn động cơ và các trang thiết bị tiện ích này trên mẫu xe vẫn cơ bản giống với phiên bản của năm 2023. Công suất mô men xoắn, trang thiết bị điển hình tiên tiến, hệ thống phanh kết hợp UBS là không khác biệt gì so với phiên bản của năm 2023 các bạn nha. Và cũng đã báo giá một cách chi tiết cụ thể cho phiên bản của năm 2023 trên mẫu xe Jupiter, mình quay thêm ở phần cuối video để các bạn có thể theo dõi đến từ lý Yamaha Mạnh Đạt. Với những bạn nào quan tâm hãy đến trực tiếp lý để xem xe cho mình, hoặc có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc lý số điện thoại 0983154222 sẽ đang tư vấn cụ thể về dòng xe Jupiter Fin này các bạn nha. Rồi, các giá đề của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.